Chào mừng tất cả quý anh chị đã đến với kênh YouTube Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7. Thì lô đất này có diện tích là 14x33 và hướng của lô đất là hướng Bắc, và đặc biệt là cách đường lớn khoảng 40m. Với lô đất này thì thổ cư là 100%. Lô đất pháp lý đầy đủ nha cả nhà, sổ hồng riêng, và mua bán thì quý anh chị có thể đi công chứng sang tên ngay. Khu Kiều Đàm là một khu an ninh khép kín và có bảo vệ trực 24/24. Như quý anh chị nhìn thấy là đường trước nhà của lô đất là 7m, xe tải tránh nhau. Xung quanh lô đất thì có rất là nhiều nhà xây dựng gần như kín rồi ha. Khu dân cư Kiều Đàm thì được biết là một khu dân cư có những con đường 7m xe tải ra vào, và là có những con đường bàn cờ nha quý anh chị, nên xe đi qua lại rất là dễ dàng. Khu dân cư Kiều Đàm được coi là một cái cửa ngõ của quận 7, bởi vì có rất là nhiều cái tiện ích xung quanh. Vì vậy quý anh chị có thể là mua sắm và di chuyển dễ dàng đến các khu. Và điều đặc biệt, khu dân cư Kiều Đàm có rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng, người mẫu chọn làm nơi an cư lạc nghiệp. Khu dân cư Kiều Đàm có bách hoa xanh và cách chợ Tân Hưng tầm khoảng 500m, cách siêu thị Lotte Mart chỉ khoảng 500m. Mình đi đến siêu thị Vivo City khoảng 1km, và tại khu dân cư này thì mình có thể đi đến trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài chính Marketing, Đại học RMIT và rất là nhiều trường đại học lớn như Đại học Cảnh sát Nhân dân. Khu dân cư Kiều Đàm có địa thế long mạch rất là tốt. Nhiều thầy phong thủy nói khu dân cư này giống như là một cái mình của con rồng đang uốn lượn, bởi vì khu dân cư này có cái khu đất này là cái mô đất cao tự nhiên. Đầu của khu dân cư Kiều Đàm là đền Quan Thánh, và giữa khu dân cư Kiều Đàm là có một chùa Kiều Đàm rất là lớn, phải nói là một bước chân ngàn tiện ích, phải không quý anh chị? Khu dân cư Kiều Đàm có hai mặt giáp sông, và một mặt là giáp đường Nguyễn Hữu Thọ, cầu Kênh Tẻ, và di chuyển đến cầu Hiêm Lam rất là dễ dàng. Vì vậy quý anh chị đi lại giữa các quận 1, quận 4, quận 8 và Nhà Bè một cách dễ dàng hơn. Lô đất của Phước Sửu đưa ra là lô đất chủ nhà đang cần bán. Quý anh chị cần thêm thông tin của lô đất, hãy inbox ngay cho Phước Sửu theo số hotline 0909 477 288. Quý anh chị cần mua một lô đất, hãy ngay cái nhu cầu cho bên công ty bên Phước Sửu. Đội ngũ chúng tôi sẽ tìm những sản phẩm cực kỳ ưu thích cho quý anh chị, để quý anh chị có thể là chọn được một cái nơi an cư lý tưởng và nơi đầu tư cực kỳ hợp lý. Quý anh chị cần chuyển nhượng lại tất cả các sản phẩm ở tất cả các quận, hãy gửi thông tin cho đội ngũ công ty, công ty sẽ là ra hàng cực kỳ nhanh cho quý anh chị. Chúc quý anh chị một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau.